Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tại sao Đảng cấm livestream trên Facebook. Nhà hoạt động ở Việt Nam đã đánh giá rằng chính phủ siết chặt livestream trên Facebook để tiếp tục độc quyền truyền thông, đặc biệt là về truyền hình. Trong những động thái mới nhất nhằm kiểm soát mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra các đề xuất siết chặt quản lý hoạt động livestream, tức là phát truyền hình trực tiếp. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, vốn là thiếu tướng quân đội. Ông đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đối với các chính phủ chuyên chế, một trong những lĩnh vực mà họ muốn độc quyền là truyền thông. Và trong truyền thông thì các thể loại nghe nhìn có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ với đài BBC tại London hôm 11 tháng 5 như sau. Do đó, nếu kiểm soát được các phương tiện truyền thông nghe nhìn, khả năng chính phủ thao túng xã hội, bắt xã hội vâng lời sẽ trở nên dễ dàng. Quy định mới yêu cầu livestream phải có giấy phép. Báo Pháp luật Việt Nam vào hồi đầu tháng 5 năm 2020 đưa tin Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đang đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Một trong những điểm mới được đề xuất là quy định chỉ có các mạng xã hội đã được cấp phép mới có quyền thu phí sử dụng dịch vụ dưới mọi hình thức và cung cấp dịch vụ livestream. Việc bắt buộc các mạng xã hội phải có giấy phép được coi là một nỗ lực nhằm kiểm soát các nền tảng như Facebook hoặc YouTube tại Việt Nam. Trước đó, vào tháng 8 năm 2019, trong bản báo cáo gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ chỉ cho phép các tài khoản định danh mới được phát sóng trực tiếp, tức là livestream trên Facebook. Phân tích những bước đi này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, người có Facebook hiện với 80.000 người theo dõi, đã nhận định với đài tiếng nói BBC tại London vào hôm 11 tháng 5 như sau. Khi một chính quyền bị cạnh tranh bởi những mạng xã hội không nằm trong tầm kiểm soát của mình, và họ cũng không thể dẹp bỏ hoàn toàn được do cân nhắc về lợi ích và chi phí, thì họ có thể tiến tới một giải pháp thỏa hiệp. Đó là họ có thể ra các quy định, các điều kiện về hoạt động livestream trên các nền tảng này để dễ dàng kiểm soát. Trong đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, điều kiện để một mạng xã hội có thể triển khai với dịch vụ livestream là phải có giấy phép do Việt Nam cấp. Do đó, các mạng xã hội sẽ phải đối mặt với lựa chọn từ bỏ tính năng livestream tại Việt Nam hoặc xin giấy phép hoạt động mạng xã hội tại Việt Nam để tiếp tục duy trì tính năng này. Đây là hình ảnh Giám đốc điều hành Facebook, bà Sheryl Sandberg đã khẳng định trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 9 năm 2018 không đặt máy chủ ở Việt Nam và luôn giữ giá trị của Facebook. Xét theo nhãn quan quản lý của chính quyền, theo tôi, họ có lý do để thực hiện việc siết chặt quản lý livestream. Có nhiều hình thức để kiểm soát các nội dung mà chính quyền không thích. Chẳng hạn, họ có thể tác động để các nền tảng kiểm soát mức độ tiếp cận đối với các bài viết đó. Tức là các bài viết đó không thể đến được với đông đảo người đọc. Đến với công chúng có thể tới hàng chục triệu người. Hoặc họ can thiệp để gỡ bỏ nội dung này. Đối với các nội dung livestream, tức là truyền hình trực tiếp, vốn có tác động rất lớn đối với người xem, việc hạn chế này sẽ giúp chính quyền ngăn chặn được sự lan tỏa rộng. Ông Nguyễn Anh Tuấn đã nhận định như vậy. Sức mạnh của livestream trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng như Facebook và YouTube đang ngày càng phổ biến, đã trở thành phương tiện đầy sinh động và hữu hiệu cho người dân biểu đạt ý kiến, tường thuật các sự việc mà mình chứng kiến hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh, từ thiện. Chia sẻ với đài BBC ở London, doanh nhân Trương Văn Hoàng, người thường xuyên sử dụng livestream để huấn luyện nhân viên, quảng bá sản phẩm, cũng chia sẻ như sau. Đầu tiên, sức mạnh của công cụ livestream trên Facebook đến từ việc nó là công cụ miễn phí, dễ sử dụng cho bất kỳ người nào. Không chỉ các công ty mà mỗi cá nhân, những người bán hàng online nhỏ lẻ đều có thể sử dụng để tiếp cận khách hàng. Ông Hoàng dẫn một ví dụ như sau. Có một chị trong hệ thống phân phối của tôi, khi phát hiện hàng của mình bị làm giả, chị đã livestream để giúp khách hàng phân biệt hàng thật, hàng giả ngay tức thì. Hình thức này rất trực quan, sinh động và tức thời. Nếu phản ánh lên báo, đài truyền hình thì sẽ phải chờ rất lâu. Khi đó, có thể khủng hoảng đã trở nên trầm trọng, không giải quyết được. Vì thế, livestream còn là một hình thức xử lý khủng hoảng tốt, kịp thời cho các doanh nghiệp. Ở một khía cạnh khác của livestream, nhà báo Trương Châu Hữu Danh hiện có khoảng 125.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Đánh giá đây là một công cụ tác nghiệp báo chí quan trọng. Anh nói, cái hay của hình thức này là mọi việc đều công khai, anh làm đúng, làm sai đều được phản ánh trên đó.
ông chia sẻ với đài BBC London tiếng Việt vào hôm 12 tháng 5 như vậy. Đây là hình ảnh livestream của nhà báo Trương Châu Hữu Danh với dòng trạng thái ghi rằng phiên tòa công khai xử Huệ Như cấm mọi người bước vào cổng tòa. Có gần 42.000 lượt xem và 427 lượt chia sẻ. Từ thực tế tác nghiệp của mình, nhà báo Châu Hữu Danh cho biết thêm, khi mình tác nghiệp bằng hình thức livestream, những kẻ quậy phá cũng phải kiêng dè. Như có lần mình làm ở trạm bốt, có kẻ đeo khẩu trang xuất hiện, mình gọi đó là những người đeo khẩu trang ngành. Họ đeo khẩu trang để không bị thấy mặt khi mình đang livestream. Tuy nhiên, đôi khi việc livestream cũng bị lạm dụng, chẳng hạn như có tai nạn ô tô giao thông, không thấy ai thấy hỗ trợ nạn nhân, trong khi đó một chục, hai chục máy điện thoại được lôi ra để quay. Hiện nay thì có kiểu đó, khi các Facebook, YouTube bất chấp mọi thứ, chỉ cần có được cảnh quay mà họ muốn, ông nói thêm. Nhà báo Hữu Danh cho rằng cần có biện pháp để quản lý, tránh những phiền nhiễu mà một số người sử dụng hình thức livestream gây ra. Chẳng hạn có những người livestream mà ảnh hưởng đến quyền thân nhân của người khác. Không cần phải cấm livestream mà chỉ nên quản lý các khía cạnh như đảm bảo quyền thân nhân, siết chặt các tiêu chuẩn cộng đồng, ông đề xuất như vậy. Trong khi đó, doanh nhân Trương Văn Hoàng cho rằng việc quy định các thủ tục đăng ký phức tạp cần phải được xem xét một cách thận trọng, tránh làm khó những người đang sử dụng công cụ này để tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội. Nếu việc đăng ký cấp phép mà kèm theo sự bảo vệ của nhà nước đối với người dùng thì điều này có thể là tốt, ông nói thêm. Mối nguy cho người sử dụng kiểm soát chặt Facebook và các mạng xã hội nước ngoài cùng người sử dụng các nền tảng này là nỗ lực xuyên suốt của chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua. Và luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cùng nhiều quy định khác là cụ thể hóa ý chí ấy của chính quyền. Chính quyền Việt Nam từng nhiều lần cho biết họ đã yêu cầu các mạng Facebook, YouTube gỡ bỏ các nội dung họ cho rằng xấu, chống chính quyền. Trong khi đó, đại diện các mạng xã hội nói trên không chính thức xác nhận các tuyên bố đó. Tuy nhiên, vào cuối tháng 4 năm 2020, Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết Facebook đã đồng ý kiểm duyệt các nội dung được người dùng đăng tải sau khi Việt Nam hạn chế tốc độ truy cập vào mạng này tại Việt Nam. Đánh giá về sự thỏa hiệp và kiểm soát trên, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho rằng đó là những diễn biến đáng lo ngại. Sở dĩ người dân Việt Nam được hưởng một chút gì đó gọi là tự do biểu đạt, một phần nhờ vào việc các nền tảng như Facebook nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Dù nhiều người phát ngôn xong, tức là được tự do phát ngôn, sau đó mất tự do sau phát ngôn, nhưng ít ra họ đã có cơ hội lên tiếng. Ông đánh giá như vậy. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh cùng nhóm báo sạch đã livestream buổi thực nghiệm điều tra tại bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra án mạng bị tòa quy kết cho Hồ Duy Hải. Thời gian đi bộ từ bưu điện Cầu Voi cùng buổi tối ra chỗ bán trái cây, vừa tiếp chuyện với hai người khác rồi quay lại bưu điện chỉ mất đúng 5 phút rưỡi. Từ đó, nhóm thực nghiệm kết luận rằng không có ai kịp lên kế hoạch hiếp dâm khi khoảng trống chỉ có 5 phút và quy kết này đối với Hồ Duy Hải là không có giá trị. Nhưng với những diễn biến mới, chẳng hạn có người thỏa hiệp như vậy thì nó gây ra quan ngại lớn. Khi đó, quyền tự do ngôn luận sẽ bị hạn chế. Ví dụ bài viết họ đăng lên thì bị gỡ đi hoặc bị hạn chế hiển thị. Đó là những nguy cơ thấp vì mình có thể tìm các nền tảng khác để biểu đạt. Ông Nguyễn Anh Tuấn đã nói như vậy. Nguy cơ lớn hơn đó là việc thân nhân của người dùng có thể bị tiết lộ, chia sẻ với chính quyền. Khi đó an toàn cho bản thân người dùng sẽ bị đe dọa. Đó là nguy cơ rất lớn. Liên quan đến Việt Nam tắt máy chủ của Facebook và sự nhượng bộ của Facebook đối với áp lực từ chính phủ Việt Nam, ông Dương Ngọc Thái, kỹ sư an ninh mạng đang làm việc tại Google ở Hoa Kỳ, có bài viết trên BBC News Việt Nam phân tích rõ hơn hệ lụy của việc này như sau. James Pearson, trưởng đại diện Reuters ở Việt Nam, dẫn lời hai nguồn tin cho biết máy chủ của Facebook đặt tại Viettel và VNPT đã bị tắt trong vòng 7 tuần, từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 4 năm nay. Các máy chủ này chỉ được mở lại sau khi Facebook đồng ý tăng cường kiểm duyệt các nội dung chống chính phủ. Theo Vietnamnet, khi người dân than phiền vào Facebook chập chờn, VNPT và Viettel đã giải thích như sau. Trước những phản nàn của người dùng Internet, mới đây một số nhà mạng lớn trong nước lên tiếng để trấn an người dùng. Chia sẻ trên trang fanpage của mình, nhà mạng VNPT đưa ra lời giải thích. Hiện tượng đường truyền Facebook không ổn định là do vấn đề kết nối máy chủ quốc tế. Đây cũng là cách lý giải được đưa ra bởi mạng Viettel. Cả VNPT và Viettel đều cho biết đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị đối tác liên quan để kiểm tra nhằm khắc phục triệt để. Trên fanpage của mình, hai đơn vị này cũng ngỏ lời mong người sử dụng thông cảm. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là tại sao Facebook lại đặt máy chủ ở Việt Nam? Tôi không rõ thiết kế của Facebook, nhưng để tối ưu hóa tốc độ phục vụ người dùng, các công ty
sẽ muốn đặt máy chủ càng gần người dùng càng tốt. Cách tốt nhất là thuê ở những chỗ trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Đây là hình ảnh dòng trạng thái trên trang Facebook của nhà hoạt động Trịnh Bá Tư với lời kêu cứu rằng các thông tin của anh từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2020 về vụ tấn công của Bộ Công an Việt Nam và Làng Đồng Tâm đã bị Facebook ẩn khỏi trang cá nhân mà không có bất kỳ thông tin báo cáo nào. Các máy chủ này thường sẽ thông báo có chứa dữ liệu riêng tư của người dùng mà chỉ chứa những nội dung mà ai cũng xem được. Và khi các máy chủ này bị tắt đi, Facebook vẫn hoạt động được nhưng tốc độ sẽ giảm xuống vì lúc này người dùng sẽ phải kết nối thẳng đến trung tâm dữ liệu của Facebook đặt ở Singapore, Đài Loan hay Hồng Kông. Nếu thông tin của hãng Reuters đưa ra là chính xác, việc Facebook đồng ý kiểm duyệt đi ngược lại với cam kết bảo vệ tự do ngôn luận mà Mark Zuckerberg đã nhấn mạnh trong một bài phát biểu ở Gorton University vào hồi tháng 10 năm 2019. Và tôi hy vọng Ủy ban Việt Nam của Quốc hội Mỹ sẽ sớm có phiên điều trần về việc này. Việc chính phủ Việt Nam yêu cầu Facebook phải kiểm duyệt nội dung chống chính phủ mà không thể tự làm, chứng tỏ chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể tự ý xóa nội dung hay truy cập dữ liệu người dùng Facebook để xác định ai đã gửi bài gì, rồi dùng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn họ. Đây có thể vẫn được xem là một tin vui cho những ai vẫn đang kỳ vọng về một môi trường Internet tự do ở Việt Nam. Tin Việt Nam tắt máy chủ của Facebook để tăng cường kiểm duyệt sẽ làm lu mờ hình ảnh mà Việt Nam đang rất đẹp giữa đại dịch cúm Vũ Hán. Quyết định này cho thấy rõ bản chất của luật an ninh mạng. Luật này yêu cầu các công ty Internet quốc tế phải đặt máy chủ và dữ liệu người dùng ở Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao những người tạo ra luật này muốn như vậy. Kỹ sư Dương Ngọc Thái đã nhận định như vậy. Kể từ đây về sau, có công ty Internet quốc tế nào còn muốn đầu tư lâu dài và mở văn phòng ở Việt Nam hay không? Máy tính tắt thì thôi, chứ có công ty nào muốn nhân viên của mình trở thành con tin. Tôi đã từng hỏi chính sách của Việt Nam như thế nào để rồi chỉ yêu cầu mở văn phòng thôi, chứ chưa nói đến đầu tư hay chuyển giao công nghệ gì. Mà Facebook vẫn không muốn vào Việt Nam. Hôm nay chúng ta đã có câu trả lời như vậy. Đây là hình ảnh doanh nhân Lê Hoài Anh và nhà hoạt động Hoàng Dũng là hai trong số hàng chục dân oan Facebook thường xuyên rơi vào tình trạng mất nhà ảo của mình. Bà Lê Hoài Anh nói sau khi bị Facebook báo là bạn đã bị vô hiệu hóa về vi phạm quy định cộng đồng, thì Facebook của bà biến mất cùng với tất cả những bài viết, hình ảnh và hàng ngàn bạn bè tích lũy trong suốt 6-7 năm trước đó. Nếu các công ty Internet quốc tế không mở văn phòng, không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam để phục vụ người Việt Nam tốt hơn, thì ai sẽ có trách nhiệm, chịu trách nhiệm về thiệt hại của người dân này? Bao nhiêu người đang kiếm sống nhờ vào Facebook? Việc tắt máy chủ của Facebook cũng đặt dấu chấm hết cho hy vọng thuyết phục các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây như Amazon đem công nghệ vào Việt Nam. Cũng không có công ty nào ngu đến mức đầu tư hàng trăm triệu đô la để rồi người khác muốn tắt là tắt. Thiếu một hạ tầng điện toán đám mây hiện đại sẽ khiến những nghị quyết 4.0 của Việt Nam với người đứng đầu là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn mãi mãi còn là nguyên giá trị mà không thể thực hiện được. Vai trò của Facebook ở Việt Nam không chỉ là nơi người ta gặp gỡ, trao đổi, kinh doanh, mua bán, mà còn là nơi người dân tự tìm kiếm, tự do và bình đẳng trên mạng của mình. Người Mỹ có thành ngữ san phẳng sân chơi, ý nói muốn tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người. Bình đẳng ở đây không có nghĩa là bình đẳng đầu ra, tức là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, theo chủ nghĩa cộng sản. Mà cũng không có ý nghĩa là bình đẳng đầu vào, vì không có cách nào khiến người sinh ra ở những cái vùng khác lại cũng có nhiều cơ hội như người sinh ra ở Sài Gòn. Bình đẳng ở đây là bình đẳng về luật chơi. Luật chơi ở Việt Nam có thể tóm gọn trong 4 câu vè mà ai cũng đã từng nghe, nhất là trong tình trạng tham nhũng tồi tệ như hiện nay ở Việt Nam. Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, đứng chót là trí tuệ. Bao nhiêu bất công, oan trái, trì trệ của xã hội có thể truy ra nguồn gốc từ luật chơi oái oăm này. Đây không phải là vấn đề của riêng Việt Nam. Ở đâu và thời điểm nào thì người ta có tiền, có quyền và có quan hệ cũng muốn thay đổi luật chơi theo hướng có lợi cho họ. Nhưng một xã hội thông minh sẽ thiết lập các thể chế để ngăn chặn, phát hiện và xử lý những người ăn gian. Họ sẽ tam quyền phân lập, họ sẽ lập ra chính phủ dưới sự kiểm soát của các đảng phái chính trị đối lập và tự kiểm tra lẫn nhau. Họ sẽ có những tờ báo độc lập, những tổ chức xã hội dân sự để kiểm soát chính quyền và tất cả những ai muốn chơi xấu. Việt Nam thiếu tất cả những thể chế như vậy. Thành ra người Việt Nam chưa bao giờ có một sân chơi bình đẳng kể từ khi nhà nước Việt Nam được thành lập. Ông Dương Ngọc Thái, kỹ sư an ninh mạng đang làm việc tại Google Hoa Kỳ đã đưa và chia sẻ của mình như vậy.
Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2020 với bản tin Tại sao Đảng cấm livestream trên Facebook. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.